Ngày 11 tháng 8, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản phản hồi Bộ Y tế về việc mua, nhập khẩu vaccine phòng COVID-19 của Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có vaccine Moderna. Theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Bộ Y tế cần có chủ trương chính thức cho phép thực hiện hợp tác công tư, tổ chức thu phí tiêm vaccine. Văn bản này được gửi sau khi Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các thủ tục mua để có vaccine cho người dân thành phố trong thời gian sớm nhất. Cụ thể, liên quan đến 5 triệu liều vaccine Moderna trước đó được Bộ Y tế hứa tạo điều kiện thực hiện các thủ tục cấp phép nhập khẩu, kiểm định vaccine nhanh nhất. Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, địa phương luôn ý thức rõ về tầm quan trọng của vaccine trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Vì vậy, trong thời gian qua, với sự hỗ trợ giúp đỡ của Chính phủ, Bộ Y tế và cộng đồng doanh nghiệp, thành phố luôn nỗ lực tìm kiếm mọi cơ hội để mang vaccine đảm bảo chất lượng về cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.